Hãy yên nghỉ nha bạn. Anh xin lỗi vì đã không phát hiện ra chú sớm hơn. Hello, mình xin chào mấy tất cả anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Cái con trà mào bị trúng gió hôm qua mình đây là trong Aviza ấy kìa. Nó hẹo mất rồi anh em ạ. Hôm qua là mình có tìm hiểu về cách chữa trị về trúng gió ấy. Thì mình cho cái dầu xanh hôi vào cầu lậu của nó, xong rồi mình bỏ vào trong nhà hoặc là chỗ nào mình kín gió ấy. Nhưng mà cái con này của mình là nó kiểu như là bị nặng quá rồi anh em ạ. Nếu mà nó vừa mới bị thì chim nó chỉ mới dù vào xong rồi vẫn nhảy qua nhảy lại tốt thì vẫn ok. Còn đây cái con này của mình thì nó kiểu như là bị lơ vào rồi anh em ơi, không còn một chút phản kháng, có như sức lực nào rồi. Sáng hôm nay dậy để kiểm tra thì thấy nó hẹo rồi anh em ạ. Quá tiếc luôn. Cũng là một con chim đặc biệt nên là mình mang nó ra cất ở vị trí góc vườn bên kia để cho nó yên tĩnh cũng như là nghỉ ngơi. Tiếc cho một siêu phẩm. Mấy hôm nay thời tiết nó cũng khá là bất ổn nên là mình vừa mang hết toàn bộ những cái con chim hút mật ở trong nhà của mình mang ra rửa rắn lồng cho nó sạch sẽ anh nhé. Tránh tình trạng mầm bệnh nó lại phát sinh thì những cái con chim nhạy cảm thì nó hay bị nghèo nhanh ý. Như kiểu trời rét trời nóng là mấy bọn này là cái bọn mà nhạy cảm nhất. Xong rồi cám kiếc như kiểu cái cám nào mà liễu cho nó ăn là thấy cái phân của nó ra hiện tượng là đau bụng ra ngay anh em ơi. Thì về mấy con năm màu của mình thì anh em có thể xem là nó đang thay lông rồi, gần lột cái họng len của nó ra hết rồi anh em ạ. Này, kiểu cái con này thì ok rồi này. Xong luôn rồi. Đó. Con này thì được 50, 70, 80 rồi, không phải 50, con này 50 này. Đấy. Con này có thể thả ra chơi được anh em ơi. Đây. Nào ra đây. Nào ra đây. Đây kìa. Xít ra đây đây. Lâu lắm rồi mình không review về mấy con này. Trước là mình có bảo là mình sẽ luyện một con này mà thả ra chơi được thì cái con này thả ra được. Nhưng mà nó ít khi nó ra ngoài lắm. Mình hôm nọ mình bắt nó ra xong rồi nó tự bay vào trong lồng luôn. Ôi trời. Hai con này chạy rồi. Hai con này là hai con kiểu như nó già nên là thay lông trước. Bảy màu này. Bảy màu và con là đôi trẻ. Có một con là cái con mà hút mật đà mụn trắng của mình ấy. Cái con mụn trắng kia là nó bị trúng gió. Cũng là cách đây mấy hôm rồi anh em ạ. Hẻo mất thì cũng khá là tiếc, xong rồi mình không báo cho anh em bởi vì nói chung là những cái mất mát mà kiểu như láng buồn thì mình cũng không muốn chia sẻ nhiều. Giờ mình mới sang cái con là năm màu của mình vào trong cái lồng của nó này. Đang định đặt về cái con chim mà họng đen với con chim mà gì mà ngực đửa ấy, nhưng mà sợ là về trên mình trời nó lại lạnh thì nó lại chết hết mất. Bỏ trong nhà cũng không được mà, nói chung là con nào mà có kiểu hiện tượng là không thể nào mà cứu đông dưới con chim hút mật này này. Còn đây là cái con chim mà kiểu mi đất này của mình, nó biết ăn cám tốt rồi anh em nhé. Đây, anh em để ý cái cám của nó này. Đó, đi ăn cám tốt rồi. Có lồng sập đi bẫy nữa là ok anh em ơi. Ui giời, mấy đại ca thấy nhau thì thôi luôn. Có khét. Ui ôi. Ok anh em nhá, tình hình là bây giờ mình sẽ cùng với anh Sơn đi trộm tre anh em ạ. Bị hách tre. Anh em mình sẽ quyết định mỗi người sẽ chế một cái quả lồng. Anh Sơn sẽ chế lồng bẫy chim gì anh Sơn? Anh bẫy chim sâu thôi. Mấy con xanh tím quá. Thế lồng xòe hôm trước anh bảo là làm nhưng mà không làm nữa. Anh sửa lại cái lồng cũ rồi. Cái lồng con Sài Gòn. Mình thì chắc là sẽ lấy tre về chế hai kiểu. Một là sẽ form Sài Gòn kiểu dạng như là form bẫy chòe ấy. Hai là cái quả lồng mà mình sẽ để bẫy con oanh, xong rồi mấy con chim ví dụ như kiểu mi mắt vàng. Lồng bẫy khuyên thì có rồi. Mấy cái lồng kia để mà bẫy mấy con chim như kiểu con oanh của lỏ với con là con mi mắt vàng thì cũng được, nhưng mà nó kiểu hơi nhỏ quá. Mình sẽ chế một cái nó vừa vừa. Xong rồi nếu mà có tre xịn thì mình sẽ chế một cái lồng chòe nữa anh em ạ. Xong hôm trước là
Cũng có nhiều anh em bảo là chế mỗi quả lồng mấy mình bịp đi. Không biết là chế bằng tre thì nó có ok không đấy anh ạ. Mình sợ là con mình bịp nó đạp một phát gãy cả khung lồng luôn đấy chứ. Thế là cứ đấy cứ từ từ trước. Đây mình di chuyển đến là bụi tre của chú. Vừa nãy có hỏi chú rồi, bảo là lên chặt thoải mái, chặt cả bụi cái đi cũng được. Đây cao thủ đây, cao thủ trèo rào. Đây cái cây này nó vàng khè luôn anh em ạ, già thực sự. Cái này mà để làm lông thì hết nước chấm. Đây này, cái cây này thấy chưa, nó vàng rồi này. Quá già. Nhưng mà mới tội là nó lại bị mất ngọn. Thường thường là tre mất ngọn thì nó kiểu sẽ không được dai ấy. Nó héo. Nó héo nhanh, nó héo à ấy, bóp vào. Rồi ok, cuối cùng thì anh em mình cũng đã chọn được một cái khúc tre mà kiểu như là ưng ý anh em ơi. Đây này, khúc này thì để mà nói già thì nó cũng không được già mấy đâu, nhưng mà tầm này thì ok rồi anh em ạ. Già quá giòn, già quá hay bị giòn. Cái này chắc phải tầm 4-5 mùa rồi đấy nhở, tầm đấy thôi. Được rồi, khi anh em nó về làm siêu phẩm. Hôm nào chế form mấy chòe chắc là mình sẽ xuống mượn cái quả lồng này của anh Sơn để mà lấy mẫu. Cái này mình sẽ chế ra kiểu này, nó vát lên. Nó vát lên kiểu này thì chim nó sẽ khó bám. Xong rồi lên trên luôn. Xong rồi nó sẽ rộng về cái mặt trên này, để anh em xem cái mặt trên này. Cái này vẫn gọi là form số 0 nhưng mà nó là form chòe. Còn như kiểu cái này mà bấy chào màu thì cũng được, nhưng mà nó hay vám cái vanh này, nó đậu ở chỗ này, nó mổ. Bảo sao không máu à, chế lồng chòe thì ra có cái quả lồng này rồi. Sửa lại, tự sửa. Khung là cây, cây à, cái gì nhỉ? Cây lụi thì về nó càng khô thì nó càng cứng vào. Bây giờ là mình sẽ cùng với anh Sơn sẽ đi bấy con chòe mà vừa nãy mình đã thấy tre nghe nó rít anh em nhé. Vừa nãy lúc mà mình về thấy một cái con chòe than nó hót xong rồi rít, nên là mình sẽ thử đi bấy thử xem là có hàng không. Như vậy bấy chòe thì cũng khá là phê đấy, hôm trước mình làm một chuyến đi bấy thì cũng được nhiều anh em ủng hộ. Bỏ cái quả chuối kia ra. Chòe than ăn chuối à, mang theo cái quả lồng số 8 của mình đi nữa. Quả lồng vỡ mồi. Quả lồng vỡ mồi, hôm trước là bị con là chim rừng sử, nhưng mà ra mấy hôm nay thì vẫn mồi thì vẫn ok nên là vẫn đi bẫy. Về nhà nó lại khỏe ngay mà, lúc ấy chắc nó mệt
Đây anh em mình đã di chuyển đến khu vực mà vừa nãy thấy con chè than như nhé. Đây vừa nãy nó hót ở trên cái con cây này. Phần lớn là mùa này chim nó toàn xuống mấy cái chỗ mà có nước cạnh suối, cạnh ao để mà nó ở. Xong rồi tới một sinh sản chắc là nó mới di chuyển đến trên rừng. Mấy anh em ở khu này phải công nhận là có máu âm nhạc thật. Vào cái tầm giờ này bật loa thì thôi rồi. Kinh. Đây, đang ở chỗ này anh ạ, với bụi tre này. Bên này có cái con chim này đẹp phết này anh em ạ. Chìa vôi. Con này là con chìa vôi bụng vàng. Con bổi đang ở tận tít chỗ này anh ạ, chưa vào. Đang gọi. A few moments later. Siêu phẩm xòe cứng đây anh em nhá. Này xòe cứng luôn anh ạ. Cả trống cả mái. Ừ mái về rồi. Đây này, con trống đây. Con ở khu này bay về nhưng mà không dám vào gần anh em ạ. Đây, mồi để ở dưới này xong rồi nó đậu ở trên tít lên kia. Nó có lượn qua lượn lại như kiểu nó không thấy mồi của mình nhưng mà bây giờ nó bỏ đi mất rồi. Nó có con mái. Nó còn con mái đi cùng nên là chắc là con này con già chứ không phải là chim truyền. Bấy chim già thì khó ăn hàng lắm. Cắt nhiều ngày bẫy rồi.
không có nhiều anh em đục thủ ra đây săn nó quá rồi con này. Rồi mình vừa đi bẫy chòe về anh em nhé. Bẫy chòe thất bại nên là bây giờ mình sẽ chuyển ra kèo 2 là bẫy con chim sâu đầu đen. Cái con chim sâu đầu đen ở trong đồng của mình bẫy được hôm trước này. Cái con này thì nó biết ăn cám rồi anh em ạ. Hôm nay để ý là phân nó ra cám rồi, ngon lành rồi anh em ơi. Anh em nhìn cái dáng nó nhảy đã biết đây, rất là khỏe luôn. Thì mình sẽ kiếm thêm một con nữa làm bạn với cái con này. Đây, mình có bỏ kèo đây anh em ạ. Kèo đây, kèo kia. Xong trong đây là con ở trong cái lồng mình hót lên thì chắc chắn là kia sẽ lao vào, phi vào chiến anh em ơi. La định chế cái lồng nhưng mà bây giờ cũng là muộn rồi, cũng khá là muộn rồi. Như bấy xòe về. Còn hôm qua vội vội vàng vàng làm cái ao kia thì mấy ủi người ta đang đi làm lấu lang vào bản nhưng mà lại giờ ủi lất ở dưới kia nên là chưa vào. Ok chưa, con này hot ghê chưa anh em ơi. Đấy, con ở trong lồng. Mình nghĩ cho vào đồng sập mình nghĩ cũng ok đấy anh em ạ. Giờ mà chuyển vào đồng sập này. Hay phết. À, hàng về rồi anh em ơi. Này, về trên này, úi dồi ôi. La về luôn chứ đùa. Ôi trời. Hay phết. Coi như không cần loa luôn anh em nhé. Đấy, bẫy thế này nó mới đẳng cấp. Rồi, 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 tới công chuyện với anh rồi. Hy vọng là dính con trống. Ôi trời ơi trời rồi. Ôi con trống anh em ạ. Đấy, VIP luôn. Này, con trống này. Ok ăn hàng em nhá. Một con trống luôn, VIP chưa? Nhưng mà chưa dính lông, mới dính chân. Chạy đấy nhanh xem nào, xem có được không? Ôi. Tuột mất rồi. Ăn hàng rồi anh em ạ. Ôi trời ơi. Đi đâu con sâu này? Không biết là trống hay mái đây. Đây này. Bấy keo thì không được, cho sờ vào phát thì ăn hàng luôn đấy anh em ơi. Khủng 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 khủng. Này ok chưa? Ui sời ơi này. Lùi nó cũng là lùi thành tầng. Nhưng mà ngắn quá anh em, sao nó ngắn thế nhở? Đây này. Cái lùi ngắn chút anh em ạ. Đây này. Lùi ngắn chút anh em ơi. Mới là trong cái mái đây. Âm thanh lạ. Xem cái mắt của nó thì mắt méo. Còn thường thường mắt méo hình như là con trống rồi anh ạ. Trống thì nó mới nhảy sập đây, còn đâu mái thì ít khi nó nhảy sập lắm. Rồi ok. Đây này mình bẫy keo bên kia không được, xong rồi mình chuyển đồng sập. Qua cái chỗ này hình như là chỗ này là chỗ ngủ của nó sao anh ơi. Thế là thế nào, vậy là dính luôn. Được. Tính ra chơi keo cũng ok rồi đấy. Cái con ở trong lồng của mình nó hot à. Nên là không cần loa luôn.
Rồi, ok. Một em. Này, đuôi tầng này. Đó. Xịn chưa? Tiếc không ghi được cái pha mà nó dính. Tưởng đâu nó sẽ không về đánh ai đâu, về phát nhảy luôn. VIP thật. Không hiểu sao cái lông lôi của nó cũng chỉ có một lôi, hai lôi, 6 sợi ấy ạ. 6 sợi. Hay con mái nhỉ? Ở đây con trống lôi nó dài này cơ mà. Anh em xem cái con mà mình để ở trong lồng này. Cái lôi của nó rất là dài luôn. Còn cái con lôi ngắn. Nhưng mà sao nó lại nhảy sập nhỉ? Uầy. Ảo thực sự. Được, nói chung là mái cũng được mà trống được. Mình sẽ thả chung nó vào ở cùng với con mà mình bẫy được trước này. Thứ nhất là để cho nó con mình được trước là dụ nó ăn cám và dụ ăn sâu nhanh hơn. Thứ hai là thời tiết ở trên mình mấy hôm nay nó lạnh ý. Nên là kéo mấy con này vào để cho nó ngủ cùng nhau anh em ơi, hợp lý. Rồi thì mình mang nó thả vào cái ấy đi. Này, lông lùi VIP nhất của năm. Hay là nó đang thiếu lông đây. Ở trong lồng cũng không thấy không thấy lông nó rụng gì cả. Rồi, ok. Đây. Phi thôi rồi. Lông nó không xích xước gì mà. Đây thì mình dọn cái lồng này đi một tí đã anh nhé. Cống nước này, bẩn quá. Ok, quá lược luôn. Đây, để tay đi. Chính ra cái dòng chim sâu này nó không tức nhau như kiểu là con hút mật. Hút mật nếu mà nó nghe giọng của nhau là nó tức nhau lắm. Nó lao vào đánh luôn. Giả dụ như cái kiểu cái con này này, con tiểu mi, trời than, các kiểu là cũng thế. Nghe giọng nhau phát là tức cái là lao vào lánh luôn, không cần phải biết bố con thằng nào cả. Rồi. Thôi xong, nó ra ngoài hết rồi. Sổng ra hết rồi anh em ạ. Tối hôm qua là mình có bắt cái con gà rừng của mình, ổ gà rừng của mình, bắt con non nó vào trong này xong rồi con mẹ là mình sẽ tiếp tục bỏ con trống vào để mà ghép sinh sản. Kiếm cái con trống là nó rộng xịn một chút xong rồi ghép vào, bởi vì con mái kia nó là con mái F1 rồi. Thì con nó thì hiện tại là có 5 con thế này. Không biết là hai con kia nó sổng ra đi theo mẹ của nó hay là nó đi đâu, mà chắc là nó đi theo mẹ rồi anh em ạ. Ở trong AV thì mình sẽ vừa nuôi chim. Trên thì mình thả con chim, dưới thì mình sẽ thả gà. Nó rộng mà anh em, nó rất là rộng luôn. Nên là mình sẽ tận dụng và mình sẽ nuôi gà rừng ở đây luôn. Gà rừng thì thật ra nó cũng không phá ấy đâu. Cám thì mình bỏ ở trên, còn thóc thì mình để ở dưới, con chim vừa ăn được, con gà cũng là không thể nào mà ăn cám ở trên được. Hợp lý chưa? Có hai con đẹp phết đấy. Thì mình bắt một con cho anh em xem này. Ôi giời ơi. Có bắt lắm. Đây đây đây. Đẹp cực kỳ luôn anh em ạ. Này. Con này hình như con trống rồi. Ôi. Khó xem thế nhỉ. Này. Con trống anh em ạ. Nói chung là cái con trống mà mình ghép với con gà mái này thì nó cũng kiểu cái lai gà tre. Nó hơi lai gà tre nên là cái chân của nó không được dài giống kiểu là rừng xịn. Bây giờ mà kiếm được cái con gà rừng giặc mà ghép với con gà mái F1 của mình kia là hết bài luôn anh em ơi. Để em cứu xem có anh em nào bẫy được gà rừng giặc không, mình mua về xong rồi đúc với con gà F1 của mình. Ok thì chắc là video của mình cũng phép dừng lại đây nhé. Nếu các bạn thấy video hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.